Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Đức Đỗ các bạn. Đó thì phía xa xa các bạn, đây là một cái dàn keo phơm. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái dàn keo phơm 10.000 con cá beta để làm số lượng cá beta khủng ha. Đây là một cái mô hình kiểu như là nó cũng không quá mới, nhưng mà đây sẽ giúp cho các bạn biết chi tiết hơn về cái góc quay này và cái mô hình này để cho các bạn xem. Một cái mô hình nho nhỏ mà nó đem lại hiệu quả khá là cao, nó không có tốn quá nhiều cái chi phí các bạn, nhưng mà các bạn vẫn có một cái số lượng cá khủng khi mà các bạn làm ra, các bạn bán ra thị trường ha. Rồi đi theo chân mình để mình giới thiệu các bạn cái mô hình này, cái mô hình phơm 10.000 con cá nha các bạn. Khi mà các bạn làm cá thì cái quan trọng nhất vẫn là cái cách mà chúng ta phơm con cá, làm sao để chúng ta có chỗ phơm và con cá đạt chất lượng ha. Đây là cái hình mình chia sẻ với các bạn, đây là như là chia sẻ kinh nghiệm nho nhỏ để mình có thể giúp cho các bạn một thứ gì đó ha. Đó, thì bạn nào mà muốn mua cá beta thì xem trên kênh Đức Đỗ Beta miền Tây để cho mình có thể chia sẻ các bạn nhiều hơn. Đây là những cái keo các bạn. Cái chai nước suối này á, là cái chai nước suối 1,5 lít giúp cho chúng ta có một cái chi phí ít nè. Cái chai này ở ngoài các bạn mua chắc giờ chắc tầm 1.000 đến 1.500 một cái chai này, thì các bạn mua về các bạn phơm ha. Nhưng mà một cái các bạn thiết kế làm sao để cho chiều ngang đây nè, qua đó là tầm 9 đến 9,5 các bạn, chính là gần mét đó các bạn ha, nó gần mét đó. Thì chúng ta sẽ chất được ngang qua đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 8, 9, 10. Làm sao chất cho vừa đủ các bạn. Các bạn làm mô hình này các bạn phải chất cho vừa đủ ha. Nhưng mà các bạn làm mà nó lỏng á thì cái chai nó kiểu như là mình rút ra như nè, thì cái chai khác nó sẽ bị lật á và nó nhồi lên các bạn, nó không có còn được cứng á, thì nó sẽ bị nhồi cái chai mình ra khỏi cái bề mặt của cái hồ. Đó, thì các bạn phải làm cho nó đúng kích thước, các bạn đúng với cái kích thước của cái chai, các bạn cân đo đong đếm làm sao cho nó vừa ha. Này, đây là những chú cá nè các bạn. Đây là mỗi cái keo này đều có cá hết. Thì ở đây là ngang qua 10 các bạn, ngang trên đó tầm 30 40 cái dãy này nè các bạn. Bạn đếm nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20 21 22 23 24 25 6. Đó, tầm đó nha các bạn. Thì các bạn nhân lên là một cái giỏ hồ này là tầm gần 300 keo. Thì các bạn nhân lên đây nè. Đây là dài qua 3 nè các bạn. Đó, thì dài lên trên đó thì các bạn có thể nhân số lượng cá rất là khủng ha, gần 10.000 con nha các bạn, không ít ha. Mình chia sẻ các bạn một cái gì đó chi tiết hơn và chân thật hơn. Đó, những cái keo này thì ở trại các bạn thì nuôi bằng nước lá bàn ha các bạn nè. Đây là mỗi keo cá đều có nước lá bàn trong đây hết, thì nước rất là đậm nha các bạn, thì để giúp cho con cá nó nhanh tăng kích thước, nhanh lên màu ha. Rồi tiếp theo mình sẽ quay cho các bạn xem cái kích thước của cái hồ này. Ngang qua đây là 1,5 mét các bạn, 1,5 mét ha. Và mỗi cái hồ đều có một cái ống xả hết. Ống xả này để giúp cho chúng ta có thể xả nước nhanh hơn và tốt hơn. Hệ thống này sẽ đặt ngầm, lúc mà ta xây hồ chúng ta sẽ đặt ngầm ở dưới phần đáy của cái hồ các bạn. Chúng ta sẽ đặt một cái đường ống và chúng ta sẽ có một ống xả đó. Ví dụ mà các bạn muốn mà xả nước nhanh, bạn nhân rút ống nó ra rồi các bạn bơm nước mới vào. Đó, rút xả hết nước ra các bạn đậy lại và bạn bơm nước mới vào để giúp cho nước chúng ta luôn nào cũng mới và ổn định nha. Đó, nãy giờ mình quay cho các bạn xem một cái hồ chi tiết ha. Đó, đây là gần 300-400 cái keo nha các bạn. Đó, một cái hũ phơm thế này thì con cá khi mà các bạn nuôi tầm 2 tháng rưỡi các bạn có thể tách ra những keo này. Khi mà con cá các bạn lựa những chú cá mà nó đã nổ đốm rồi, là những chú cá nó có khả năng lên màu, thì các bạn cứ tách phơm ha, để cho chúng ta có lượng cá thích hợp và tốt nhất nha các bạn. Đây là con rồng đen nè các bạn. Đó, để các bạn biết ha, đây là rồng đen. Rồng đen các bạn, đây là nguyên một dãy hồ rồng đen nè các bạn. Rồng đen nè các bạn. Một số bạn hỏi nuôi cá làm sao, tại sao phải phơm cá. Đó thì là vấn đề nha các bạn, phơm con cá để cho con cá nó bung hình, bung màu sắc và bung được cái body nó ra để cho chúng ta có thể bán được chú cá chất lượng ha. Còn nếu mà các bạn không phơm là con cá nó còn dưới bầy các bạn, nó cắn nhau cách đuôi nó không có lành được, thì nó không có đạt được cái chất lượng khi mà chúng ta xuất ra thị trường ha. Ở đây dài xuống dưới đó các bạn nhìn nè, nó tầm một cái hồ này là 1,5 mét các bạn, 1, 2 ở đây là tầm 6 hồ các bạn, 6 hồ ha. Đó, mình nói chi tiết cho các bạn biết ha. Đó, nãy giờ đi trên thì ở trên này các bạn có lợp lưới lan ha, vẫn không có vấn đề gì mà khi mà chúng ta nuôi cá mà đã có che lưới lan rồi. Đó, lưới lan thì giảm được cái nhiệt độ nè, giảm được cái ánh nắng chiếu xuống làm cho con cá chúng ta nó bị kiểu như nó bị nóng quá các bạn, nó hạn chế được cái nhiệt độ ha. Bây giờ mình quay các bạn xem nè ha, chất lượng ha các bạn. Đó, thì đây là nãy giờ mình quay các bạn nè, thì cái ống này là tất cả cái ống đường ống sẽ có đụng cái ống đường xả ra nha các bạn. Đây này, ống xả ở ngoài thì ở đây sẽ có hệ thống nước thải ở ngoài nữa các bạn. Đó, rất là đẹp ha, chi tiết các bạn. Một chú cá beta muốn hoàn chỉnh thì các bạn cứ nuôi và các bạn cho ép sinh sản. Thì nếu mà
các bạn nào muốn con cá mình nó nhanh bự hơn nữa thì mình sẽ tách ra những keo 6 lít, 5 lít các bạn, là cái những cái hồ bự hơn, chất lượng hơn. Thì chúng ta sẽ có một cái diện tích ok và chất lượng. Đây là mô hình mình chia sẻ các bạn nha. Nãy giờ mình đi với các bạn là hồ nào đa phần là đều có cá nha các bạn. Đây, đây có cá hết nha. Tại vì các bạn là muốn xem cá chi tiết hơn, các bạn lên kênh nước đổ Beta miền Tây hoặc đổ Beta Cần Thơ á, các bạn lên đó bạn xem thì sẽ có nhiều cá hơn và chất lượng hơn gửi tất cả các bạn xem. Còn đây là cái mô hình này là dành cho bảy màu nè, cũng được nè. Ruby cũng được nha các bạn. Hồ này nuôi ruby thì hơi bị bá luôn nha các bạn. Tại vì ít ruby thì cái diện tích mà cái con cá nó cần nó không có quá cao các bạn ha. Thể tích nước không cần quá cao. Các con ruby chỉ cần cái bề ngang thôi. Thì cái mô hình này là dành cho các bạn nào thích nuôi ruby nè, Beta nè. Beta thì form trong những cái hũ này, còn nuôi bầy cá bầy vẫn bình thường nha các bạn. Không có vấn đề gì nha. Nếu chúng ta không thích form nữa thì chúng ta nuôi cá bầy. Mô hình đa chức năng nha, đa chức năng. Form cá được nè, nuôi cá được nha các bạn. Đó, nãy giờ mình quay tổng quan cho các bạn xem đó thì cũng khá là tốt ha. Mà khi mà các bạn xây cái mô hình này thì cái chi phí nè, mình sẽ báo cho ca khai cỡ này, chi phí này một cái hồ như thế này á, các bạn xây á, nhưng mà công nhà luôn á, mà bạc luôn các bạn. Cái miếng bạc này nè, đó, miếng bạc này không mà tầm 100 mấy một miếng á, đó, 100 mấy một miếng. Mà cái hồ các bạn xây bằng xi măng với gạch nè, thì nó dao động tầm 4-500 các bạn, 4-500 ha. Tại vì chi phí thức ăn, chi phí xi măng nè, gạch đá nè các bạn, được khắc khá là nhiều ha. Đó, cái hồ các bạn xây nguyên cái hồ này tầm 650 ha, tầm 650 các bạn đã có một cái hồ cá các bạn nuôi rồi. Mà hồ xi măng đặc điểm một cái là các bạn nuôi khá là lâu, không có vấn đề gì xảy ra ha các bạn, khá là lâu ha, các bạn cứ yên tâm mà chúng ta chơi thử. À đây cá nè, nè các bạn thấy nè, đuôi nuôi cái keo nhỏ nhưng mà con cá rất là sung các bạn. Đây là cá trống nha các bạn. Đó thì hồ nào mà có bọt nhiều là mình biết, mình có thể nhận diện đó là cá trống nha. Đây cá trống này nè các bạn, cá thì các bạn nhận biết cá sung thì cá sẽ nhảy bọt nhiều mà nó không có bị bệnh và nó không có ảnh hưởng gì thì những con cá nó mới nhảy bọt nhiều nha các bạn. Còn mà con cá mà nó nhảy bọt mà nó ít á, mà nó không có nhảy bọt nữa, mà con cá lờ đờ á, thì các bạn đã biết là lúc đó là chúng ta nuôi con cá nó có vấn đề rồi, chúng ta phải kiểm soát và chăm sóc lại ha. Rồi đây là cái hình nho nhỏ mình gửi tất cả các bạn xem. Nếu mà các bạn thấy nó ok nè, nó hay nè, chia sẻ cho các bạn thứ gì đó có thể giúp ích cho các bạn ha, thì có thể cho mình một cái like, đăng ký kênh và một cái chuông thông báo dưới phải màn hình. Và những cái video mà các bạn muốn xem thêm cá Beta thì các bạn có thể xem dưới phần bình luận ha, mình sẽ để những cái link cá Beta đó đi cho các bạn xem để cho các bạn có thể biết thêm về cá Beta bên mình. Rồi mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái mô hình đa chức năng của mình, mình chia sẻ đó. Đây là mô hình ở dài nha các bạn, thì mình là người chia sẻ kinh nghiệm, mình truyền tải những cái hình ảnh đẹp gửi tất cả các bạn xem ha. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một video gần nhất của mình. Bye bye.